Trong đợt cao điểm tháng hành động phòng chống ma túy, công an các địa phương liên tiếp triệt phá nhiều vụ tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ các đối tượng và thu nhiều vật chứng liên quan. Trong đó, công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với công an các phường Bần Yên Nhân, Minh Đức và Dị Sử phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với trọng lượng trên 4,5 gam heroin và metafetamin. Cụ thể, tại phường Bần Yên Nhân, hai đối tượng bị bắt là Lại Văn Tùng, sinh năm 1983, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khói Châu, và Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1998, trú tại xã Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật là hai túi ni lông màu trắng có chứa 0,429 gam heroin và metafetamine. Tại phường Minh Đức và phường Dị Sử, hai đối tượng Trương Thế Phi, sinh năm 1990, trú tại huyện Bình Giang, và Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1997, trú tại huyện Tứ Kỳ, đều ở tỉnh Hải Dương, bị bắt khi đang tàng trữ trái phép 4,1 gam heroin và metafetamin và nhiều vật chứng liên quan.